Cô gái sám hối. Suốt 3 ngày, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 10 năm 2007 là thời gian tôi gặp gỡ, giao lưu cùng chư độc giả hâm mộ sách Báo ứng hiện đời tại Dưỡng sinh đường Thẩm Quyến. Trong số họ có một bà mẹ ở Khương Cảng, chưa đến 50 tuổi. Bà hướng về tôi khóc kể là con gái mình đột nhiên bị bệnh tụt huyết áp, không thể đi lại, hết nói năng. Chữa trị hơn 2 năm rồi mà không có kết quả. Bà cầu xin tôi hãy giúp cho đứa con gái thiện lương, tốt tính, hiền ngoan của bà. Còn khoe là mẹ con bà đã thọ qua Bồ Tát giới. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hằng ngày dù bà có tụng kinh Địa Tạng cầu Phật che chở cho, nhưng không thấy ứng nghiệm. Tôi bảo, ái nữ bà không có tốt như lời bà ca ngợi đâu. Vì tuy cô ta đã thọ giới nhưng lại không giữ giới, chẳng chịu bỏ mặn ăn chay, cũng chẳng dứt ác hành thiện. Đã vậy cô ta còn ưa ăn mặc hở hang, khoe thân quá mức. Lúc đến chùa cũng không biết giữ thanh quy, hành xử quá bất kính với Tam Bảo. Nếu như cô ấy biết sám hối sửa lỗi, thì mỗi ngày nên tụng một bộ kinh Địa Tạng. Chịu kiên trì tu sửa, ắt sẽ có biến chuyển tốt. Nhưng lưu ý, sau này hồi phục rồi, tuyệt đối không được phạm giới, nếu không chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Bà mẹ liền giải thích, con mình hiện thời do mang bệnh nên phát ngôn rất khó khăn, đã không thể nói ra tiếng thì làm sao mà tụng kinh cho được. Tôi bảo, bà thừa biết là con bà bây giờ chỉ có thể phát âm như tiếng mũi kêu vo ve, nhưng mỗi ngày vẫn có thể ráng đọc vài từ. Xin hãy chuyển lời tôi cho con gái bà nghe, rồi tùy cô ấy quyết định. Vào ngày giao lưu cuối cùng, bà mẹ tìm tới, vui mừng khoe với mọi người. Con gái tôi không những chịu sám hối tội nghiệp, mà còn tụng một hơi đến xong bộ kinh Địa Tạng. Nó xúc động khóc ròng và viết thư sám hối nhờ tôi mang tới đây. Thầy nó đọc ra giùm để tỏ lòng chân thành sám hối và niềm tri ân xúc động tột cùng. Bút giả xin ghi nguyên văn như sau. Dương cư sĩ kính mến, từ lúc xem qua sách Báo ứng hiện đời rồi, mẹ và con luôn ước ao, mong có một ngày được gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai hôm trước, cuối cùng mẹ con cũng thỏa nguyện vì đã may mắn được gặp Dương cư sĩ, nghe Ngài khai thị, vạn lần tri ân. Hôm nay con xin mẹ làm giúp cho con một việc là thay con đọc lời sám hối phát lộ trong thư ra. Hai năm trước, con mắc một trận bệnh nặng, thực chẳng cam lòng tiếp nhận bệnh đó. Nhưng đến giây phút này đây, con đã phản tỉnh và nhận ra mình đã phạm rất nhiều lỗi. Từ bé, ai cũng cho là con rất ngoan, tính nết đầm thấm, trầm tĩnh. Bề ngoài thế là vậy, nhưng trong lòng con quả thật chất chứa đầy tham, sân si, bụng dạ hẹp hòi, thù dai, nhớ dai đối với cha mẹ, thầy cô. Con rất bất hiếu, bất kính. Con lớn lên một chút thì có tính cống cao ngã mạn, hám danh tham lợi sâu nặng, ưa quyến rũ nhãn quan người khác phái, nên thích trang điểm, ăn mặc hở hang. Tuy đã có bạn trai rồi nhưng vẫn còn đùa bỡn lả lơi với các nam nhân khác, thậm chí còn dối lừa một bạn trai vô cùng thương yêu con, hòng lợi dụng hưởng thụ vật chất của anh. Con ỷ mình đẹp nên rất thích đùa tình, ưa làm khổ người, lấy đó làm chiến công, thầm tự hào và hãnh diện về sức thu hút của mình. Giờ con đã biết lỗi rồi. Có lần con đi tham quan một ngôi chùa ở Đài Loan, con dẫn bạn trai theo. Ở tại chốn già lam thanh tịnh, lại cùng bạn trai bá cổ choàng vai thân mật, tay nắm chân khều, không hề nghĩ làm vậy là bất kính đối với Phật, Bồ Tát. Con biết lỗi rồi. Thậm chí đối với người xuất gia, có lúc con vẫn ngầm muốn quyến rũ ánh nhìn của họ. Bây giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình thật giống ma nữ. Con quá có tội. Ngày đây, con thành tâm hướng chư Phật Bồ Tát sám hối, để tự nguyện từ nay sửa lỗi đổi mới, xin tu chỉnh bản thân nghiêm nhặt. Ngoài ra, con tùy tiện thọ giới Bồ Tát nhưng lại xem thường không gìn giữ, thành ra phạm giới. Con vừa đi học vừa đi làm, cốt để lấy danh. Con vào nhà hàng gần trường xin làm,
nhận bán đồ mặn để kiếm thêm thu nhập lương cao ngoài giờ. Nhưng đây chẳng phải là chánh nghiệp mà là tà nghiệp, hoàn toàn trái ngược với tinh thần Bồ Tát giới. Hơn nữa, sau khi con phát bệnh rồi, lại đi tẩm bổ thân thể bằng cách phá giới, ăn thật nhiều thịt chúng sinh. Con cũng xin sám hối tội ngày nhỏ đã bắt rất nhiều nòng nọc cho gà ăn, và bản thân thì ăn vô số chén ốc đồng, hễ ra biển thì bắt tôm cua ốc vân vân. Sau khi thọ Bồ Tát giới rồi, vẫn tiếp tục hại loài vật mất mạng. Giờ con xin trình báo với Dương giáo sư, sau khi được Ngài từ bi khai thị và bảo mẹ con chuyển lời Ngài khuyên dạy đến con, thì con đã quyết tâm cải hối và vô cùng kinh ngạc vui mừng khi thấy suốt ngày hôm nay mình đã có thể tụng bộ kinh Địa Tạng ra tiếng. Con thật cảm ơn chư Phật Bồ Tát, nguyện sẽ tiếp tục tụng, thực hành đúng theo những gì Ngài đã từ bi chỉ dạy. Tất cả tội lỗi đệ tử xin chân thành phát lộ sám hối tại đây, cũng xin hướng về những chúng sinh bị con giết từ vô thủy đến nay, thành tâm sám hối. Kể từ hôm nay trở đi, con nguyện đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Hy vọng mọi người hãy lấy con làm gương, răn dè tỉnh giác. Xin Ngài và mọi người tiếp nhận lời sám hối của con. Ngày 8 tháng 10 năm 2007, đệ tử Quả Chính là tên tôi đặt cho. Ha ha ha,